Thưa quý vị, mới đây, Chính phủ tiếp tục yêu cầu các địa phương áp dụng Nghị quyết 128 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Điều này đòi hỏi chính quyền các địa phương cũng như cộng đồng doanh nghiệp phải có những hướng đi phù hợp để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong thời gian tới. Tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp nông nghiệp đã có những cách tiếp cận mới với thị trường trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Cơ sở sản xuất chả heo của bà Võ Thị Huynh, quận Sơn Trà là một trong số ít những đơn vị duy trì được chuỗi liên kết cung cầu qua các đợt dịch COVID-19. Theo bà Huynh, để làm được điều này, các doanh nghiệp phải chịu khó tìm hiểu nhu cầu của đối tác trên tinh thần cùng có lợi đôi bên. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, trong giai đoạn này, nếu doanh nghiệp nào có thể duy trì được mạng lưới cung cầu của mình, thì những ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ không đáng kể. Ngoài ra, việc thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm cũng là một giải pháp góp phần mở rộng thị trường trong mùa dịch. Vì vậy, tham gia vào các chương trình Global Gap, Việt Gap hay OCOP của thành phố là điều cần thiết. Thì cái chuỗi cung ứng cũng như là nguyên vật liệu, tuy là cũng rất là khó khăn, nhưng mà các cái doanh nghiệp của chúng tôi cố gắng tìm tòi, đi vào hoạt động cũng như là hiện nay là cũng tạm thời ổn định. Tham gia cái chương trình OCOP lần này của thành phố, chúng tôi cũng có những cái cơ sở rất là ổn định để bỏ và tiêu thụ trong cái thành phố Đà Nẵng nói chung và các cái tỉnh bạn nói riêng. Đối với các doanh nghiệp trẻ có hàm lượng công nghệ cao, chuyển đổi số sẽ là một giải pháp phù hợp nhất lúc này. Tuy nhiên thì việc lựa chọn một sản phẩm thế mạnh để chuyển đổi số cũng khá thách thức. Khi các nền tảng mạng xã hội hiện nay có tính cạnh tranh khá cao, đòi hỏi các đơn vị doanh nghiệp phải có sự đầu tư tương xứng và phù hợp, cũng như có chiến lược bài bản trong tình hình mới. Chúng tôi cũng tận dụng cái nền tảng số, trên đó thì nó hoạt động liên tục. Khách hàng luôn luôn sẵn sàng để ra đơn hàng, tiếp tục mua hàng. Tuy nhiên thì nó khó khăn trong vấn đề về ship hàng và giao nhận hàng. Thì đơn vị cũng phải có những cái cách liên kết là với những cái đại lý tại địa phương đó để mình chuẩn bị sẵn cái nguồn hàng tại địa phương. Cùng đồng hành với doanh nghiệp thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, Đà Nẵng đã có nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ kịp thời giúp các doanh nghiệp nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trẻ giải quyết những khó khăn vướng mắc ban đầu. Đối với một cái doanh nghiệp mà sản xuất như công ty chúng tôi thì gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì các cái nguồn nguyên liệu không chỉ ở địa phương mà còn phải nhập ở nhiều cái nơi khác, nên cái vấn đề giao thương rồi vấn đề giao thông rất là khó. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng cố gắng vượt qua bằng cách là ngày càng chủ động hơn cái nguồn nguyên liệu tại địa phương để tạo ra một cái chuỗi cung ứng và chọn lọc những cái nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, rõ nguồn gốc. Từ đó thì mình nâng cao được cái chất lượng sản phẩm cũng như là hạ được cái giá thành sản phẩm. Chúng ta đã triển khai tích cực các hoạt động liên quan trong cái lĩnh vực về khuyến công, xúc tiến thương mại để nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn, như các cái đề án về hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp về đổi mới máy móc thiết bị, xây dựng, phát triển thương hiệu, đặc biệt là trong cái lĩnh vực cung ứng và kết nối thì chúng tôi đã triển khai khá nhiều các hoạt động về kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà phân phối với các doanh nghiệp tiêu thụ. Nghị quyết 128 của Chính phủ đã nêu rõ phòng chống dịch bệnh trong trạng thái mới nhưng không ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội. Điều này mở ra cho cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp, nông nghiệp, nhiều hướng đi mới để thích ứng an toàn và linh hoạt. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng cần phải bám sát thị trường và thế mạnh của địa phương để có những chiến lược lâu dài, mang tính bền vững.